Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ, thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp và lắng nghe, tiếp thu, giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội. Tại hội nghị, cử tri quận Thốt Nốt đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 7 của Quốc hội và việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả cao. Cử tri quận Thốt Nốt nêu một số ý kiến kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ về các vấn đề đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, chống sạt lở, tăng tiếp cận vốn thực hiện đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại đồng bằng sông Cửu Long. Ghi nhận đánh giá cao 6 tháng đầu năm 2024, thành phố Cần Thơ đạt kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, góp phần tích cực vào thành tựu chung của cả nước. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh thành phố Cần Thơ là đô thị trung tâm, là hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đang được tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và các điều kiện cần thiết để sớm trở thành một vùng động lực tăng trưởng mới của cả nước. Đối với các ý kiến kiến nghị cụ thể của cử tri quận Thốt Nốt, Thủ tướng cho rằng đây đều là những ý kiến tâm huyết, rất sát với thực tiễn, đúng và trúng vấn đề xã hội quan tâm, đề nghị các sở ngành của thành phố tổng hợp giải trình, tiếp thu và giải quyết những đề xuất kiến nghị trên nguyên tắc nội dung thuộc thẩm quyền của cấp ngành nào thì cấp ngành đó giải quyết. Tối qua 13 tháng 7, tại nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024. Dự lễ bế mạc có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16. Đài Hà Nội đã vinh dự nhận một giải bạc cho chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan phát thanh toàn quốc là hoạt động nghiệp vụ của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm phát hiện, tôn vinh những tác giả tác phẩm xuất sắc của những người làm báo phát thanh cả nước. Số lượng các đơn vị tham gia dự thi và số lượng tác phẩm tăng lên rõ rệt với 81 đơn vị đã mang đến kỳ liên hoan gần 400 tác phẩm có chất lượng đồng đều. Các tác phẩm tham dự lọt vào chung khảo thực sự ấn tượng, thể hiện sự quan tâm đầu tư công phu chuyên nghiệp của các đài phát thanh truyền hình, trung tâm truyền thông trên cả nước. Qua 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn trao 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng, 67 giải khuyến khích và các giải thưởng trao cho 5 hạng mục khác như giọng vàng, người dẫn chương trình xuất sắc, kỹ thuật dàn dựng chương trình, ứng dụng nền tảng số và podcast. Đài Hà Nội đã vinh dự nhận một giải bạc cho tác phẩm Hà Nội cao điểm sáng, Hà Nội hướng tới giao thông xanh thuộc thể loại chương trình phát thanh trực tiếp, cùng 2 giải khuyến khích thuộc thể loại phóng sự và chương trình phát thanh chuyên đề. Tiếp sau, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Ninh sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 17 năm 2026. Thưa quý vị, sáng sớm nay, ngày hội đạp xe hành trình xanh sắc sen Hồ Tây đã diễn ra sôi động tại vườn hoa Lạc Long Quân. Đây là hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa miền núi phía Bắc năm 2024. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thưa quý vị, 6 giờ sáng nay thì không khí tại vị trí hai con rồng ở Hồ Tây đã diễn ra hết sức náo nhiệt. 7.000 người dân Hà Nội đã cùng đổ về đây để tham gia trong ngày hội đạp xe hành trình xanh này. Và đặc biệt là màn khai mạc của ngày hội đã diễn ra hết sức đặc sắc. Thưa quý vị, trên bầu trời của chúng ta lúc này đó chính là phần trình diễn của câu lạc bộ du lượn thành phố Hà Nội. Tạo các vùng độc đáo trong chương trình. Đây hồ. Và chúng ta còn được chứng kiến màn phố biểu diễn kết hợp trên không và dưới mặt nước. Màn phối hợp trên không dưới nước đã mang đến không khí náo nhiệt cho ngày hội. 7.000 người dân Hà Nội ở các độ tuổi khác nhau đã tham gia sự kiện. Trong đó, ngoài nhân dân trên địa bàn 8 phường thuộc quận Tây Hồ, còn có thành viên xe đạp phong trào thuộc các quận, huyện khác của Hà Nội. Tôi cũng muốn thông qua sự kiện để có thể quảng bá về những nét văn hóa của Hà Nội nói chung và đặc biệt là những cảnh đẹp ở xung quanh Hồ Tây gắn với những cái di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hồ Tây. Nếu được sự đồng hành của tất cả quý vị với một cái chương trình ý nghĩa như này thì đây sẽ trở thành một sự kiện thường niên của quận Tây Hồ và cũng sẽ là một cái sự kiện về thể thao góp phần phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn của thành phố Hà Nội. Ôi, nó là một cái sự náo nức phấn khởi và cực kỳ thích.
Tức là chúng tôi hàng ngày đạp xe đã hưởng trọn cái không khí Hồ Tây, và đặc biệt sự kiện ngày hôm nay đã làm cho mình thêm có một cái tình yêu Hà Nội. Có 8 điểm xuất phát quanh Hồ Tây, họ cùng khởi hành sau màn khai mạc lúc 6 giờ 20 phút. Cự ly đạp xe là một vòng Hồ Tây tương đương 15 km. Đây là hoạt động thể thao có số lượng người tham gia đông nhất từ trước tới nay do quận Tây Hồ tổ chức. Khi mà đi qua khu vực có ao sen thì em cảm thấy rất là ấn tượng, vì thực ra là bây giờ thì cũng chưa phải là nở rộ nhất, nhưng mà lại mang đến một cái cảm giác gì đấy, một cái gì đó rất là thiên nhiên, trong lành, yên bình, và khiến cho con người ta khi mà mỗi khi qua cái khúc này thì sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Vợ chồng mình rất là yêu mến cái sen Tây Hồ, nó có cái truyền thống từ rất lâu đời. Hôm nay được tổ chức là mình rất là vinh hạnh, và hai vợ chồng được đạp xe quanh Hồ Tây. Đạp xe ở Hồ Tây thì phải nói rằng là rất là thơ mộng. Ngoài cái cảnh quan không khí trong lành ra thì còn có cái hương sen, lại rất đặc trưng của Hồ Tây. Ngoài việc quảng bá du lịch trong khuôn khổ lễ hội sen, sự kiện này còn gửi đến nhân dân thủ đô thông điệp về tình đoàn kết, chung tay bảo vệ môi trường và rèn luyện thể dục thể thao để cuộc sống thêm xanh hơn. Trong 2 tiếng đồng hồ diễn ra ngày hội đạp xe thì thời tiết quanh khu vực Hồ Tây rất là râm mát, thi thoảng thì có vài hạt mưa thôi. Theo ban tổ chức thì ngày hội hôm nay ngoài 7.000 người trong danh sách đăng ký tham gia thì còn có rất nhiều người dân thủ đô Hà Nội có xe đạp cũng tham gia vào những chặng ngắn nữa. Với số lượng người tham gia đông đảo như vậy thì sự kiện ngày hôm nay đã ghi danh vào kỷ lục Việt Nam. Thực hiện nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa, quận Tây Hồ đã tập trung xây dựng phát triển các không gian văn hóa sáng tạo trên cơ sở khai thác tiềm năng văn hóa lịch sử của địa phương. Và lợi thế về cảnh sắc thiên nhiên, vốn di sản văn hóa phong phú đã được khai thác, kết hợp với tư duy sáng tạo để tạo nên nhiều sản phẩm văn hóa hấp dẫn, thu hút công chúng cũng như du khách. Riêng trong năm 2023, gần 40 sự kiện văn hóa đặc sắc của thành phố và của quận đã được tổ chức thành công tại không gian văn hóa sáng tạo quận Tây Hồ. Đây là một con số mà nhiều không gian văn hóa ở thủ đô mơ ước. Có được kết quả này là nhờ tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp quản lý và sự tham gia tích cực của đông đảo giới nghệ sĩ, những người làm văn hóa. Một điểm nhấn khác trong nỗ lực phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận Tây Hồ là mới đây việc xây dựng điểm dịch vụ du lịch văn hóa và giới thiệu nghề truyền thống làm giấy gió của vùng bưởi xưa. Có thể nói đây là việc không đơn giản, đòi hỏi nhiều tâm huyết và nỗ lực để khôi phục những di sản đã phần nào mai một. Đấy là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, bởi vì là tôi nghĩ là chính quyền và doanh nghiệp, chẳng hạn như nhất là một doanh nghiệp xã hội như chúng tôi muốn bảo tồn và phát huy cái nghề làm giấy gió truyền thống, thì tôi đã theo đuổi cái nghề này suốt 10 năm qua và rất là vui khi mà phường đã mời chúng tôi phối hợp, và chúng tôi đang lên những cái kế hoạch rất là cấp thiết để mà có thể vận hành được tốt cái khu du lịch để mà trở thành một cái điểm đến cho các cái khách du lịch đến Hà Nội. Những ngày này, lễ hội sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024 đang diễn ra tại không gian văn hóa sáng tạo quận Tây Hồ nhằm quảng bá thương hiệu sen Hà Nội, đồng thời tôn vinh những nét đẹp, giá trị văn hóa của Thăng Long Hà Nội nói chung, của vùng đất Tây Hồ nói riêng. Quận Tây Hồ đang tập trung xây dựng và quảng bá rộng rãi thương hiệu sen Tây Hồ cũng như những sản phẩm độc đáo từ cây sen. Nội dung tất cả các cái chủ đề từ tuyên truyền, từ trang trí đều gắn với hình ảnh của sen. Kỳ vọng của quận thì mong muốn để cho người dân, những người trồng sen, những người làm nghề trà sen, để người ta sẽ được tự hào, và những người yêu quý về sen cũng sẽ được thấy được rằng là sen luôn luôn có trong đời sống của mỗi con người Việt. Và chính vì vậy thì để giữ gìn, để bảo tồn và phát huy giá trị của nó trong thời gian tới. Lãnh đạo thành phố đã nhiều lần nhấn mạnh, mỗi địa phương đều có thế mạnh riêng về lịch sử văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa. Thực hiện quan điểm đó, quận Tây Hồ chú trọng xây dựng các không gian văn hóa sáng tạo đặc trưng sẽ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, đánh thức nguồn lực và lợi thế của Hồ Tây, lan tỏa cảm hứng sáng tạo, ý thức bảo tồn văn hóa lịch sử trong mỗi người dân và du khách. Đó cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng hình ảnh quận Tây Hồ đẹp hơn, hấp dẫn hơn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm vùng đất này.
Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các địa phương phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Để sớm đưa luật vào cuộc sống, từ tháng 6 năm nay, tại 23 phường thuộc 5 quận của thành phố Hà Nội bắt đầu thí điểm mô hình này, tiến tới triển khai nhân rộng tại 30 quận huyện thị xã. Nhiều địa phương khu vực ngoại thành cũng đã có những hình thức phân loại rác hiệu quả. Bà Thắng, tổ trưởng tổ dân phố số 3, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm giờ này có thêm nhiệm vụ là vận động nhân dân thực hiện phân loại rác làm 4 loại. Loại có khả năng tái sử dụng, tái chế như giấy, nhựa. Loại cồng kềnh như tủ, giường, nệm, bàn ghế. Loại nguy hại như pin, ắc quy, bóng đèn, chai lọ đựng hóa chất và rác thải thực phẩm. Nhờ hướng dẫn cụ thể, chi tiết nên nhân dân ở tổ dân phố rất ủng hộ. Cái lần này thì với cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của phường Phan Chu Trinh thì mặc dù là rất gấp, nhưng mà bà con thì rất là tích cực ủng hộ, bởi vì đây là một cái chủ trương rất là đúng. Cái lần này thì phân ra làm 4 loại, thì tất cả những cái thời gian để thu gom từng loại một thì nó rất là cụ thể, rõ ràng, và chúng tôi thấy là rất là chuẩn. Công nhân tổ chúng tôi là đã quán triệt 100% công nhân chị em trong khi làm việc từ ngày 1 tháng 7, mỗi chị em sẽ có một cái túi treo ở xe để thu nhận rác tái chế của bà con nhân dân khi mang ra đổ rác ạ. Còn ở khu vực ngoại thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ một số địa phương triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn, đặc biệt hướng dẫn xử lý ủ phân hữu cơ để làm phân bón cho cây trồng, đồng thời hạn chế vứt rác thải ra môi trường. Những cái rác thải nhựa, vật cứng là phân loại riêng, còn các cái rau củ quả, các loại thức ăn thừa thì là tôi cũng để riêng. Để việc phân loại rác đi vào thực tiễn cần có sự đồng bộ từ khi phân loại thu gom đến xử lý. Khi triển khai cần tránh tình trạng người dân phân loại xong đến lúc thu gom thì dồn thành một loại như đã từng xảy ra trước đây. Người dân ở các hộ gia đình phân loại được thì rác ý nó phải được phân luồng theo đúng những cái túi rác mà người dân đã phân loại, chứ không thể khi mà ra đến xe thu gom thì nó lại đổ chung lại với nhau, thì cái đấy là sẽ là những cái hành động mà sẽ phản lại tác dụng. Để tránh những bất cập có thể phát sinh, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành quy trình định mức kinh tế duy trì vệ sinh môi trường và thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sau phân loại làm cơ sở triển khai. Cùng với đó, Bộ cần có hướng dẫn cụ thể đối với việc lưu trữ, thu gom, vận chuyển và việc áp dụng đơn giá xử lý đối với chất thải rắn sinh hoạt, nguy hại phát sinh từ các hộ gia đình, cá nhân sau phân loại, góp phần gìn giữ môi trường thủ đô văn minh, sạch đẹp. Thưa quý vị, 8 năm trước, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có thêm nhiều tuyến phố đi bộ là phố đi bộ Trần Nhân Tông, phố đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã, phố đi bộ Thành Cổ thị xã Sơn Tây. Tuy nhiên, ngoài phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ Thành Cổ thì số còn lại khá vắng vẻ, điều hưu hoặc không được như kỳ vọng. Thậm chí có phố đi bộ đã phải tạm dừng hoạt động, chuyển đổi sang một mô hình khác. Thời gian tới, thành phố sẽ triển khai thêm một tuyến phố đi bộ là phố đi bộ khu vực Hồ Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Song để phố đi bộ mở ra không chỉ là một trào lưu thì cần xem xét và nghiên cứu. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đã trở thành thương hiệu của Hà Nội. Cứ từ tối thứ 6 và 2 ngày thứ 7, chủ nhật, nơi đây trở thành điểm vui chơi, thu hút đông đảo người dân cũng như du khách trong nước và quốc tế. Trung bình mỗi ngày cuối tuần, phố đi bộ quanh hồ đón hàng chục nghìn du khách. Nhưng ở khu phố ẩm thực kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Vũ Xã, quận Ba Đình thì không khí lại hoàn toàn khác. Ngoài các hàng quán kinh doanh ăn uống thì không có một điểm nhấn gì khác ở con phố này, nên con phố đi bộ dài có 120m rất điều hưu. Khác với không khí tấp nập ở phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã, quận Ba Đình có phần điều hưu vắng vẻ hơn. Khu tấp nập nhất nơi đây lại chính là các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, trước khi hình thành không gian đi bộ thì nơi đây đã nổi tiếng là tụ điểm ăn uống từ nhiều năm qua. Cái phố đi bộ mở ra thì lượng khách thì nói chung là vẫn thế, chỉ thêm một chút thôi, còn đâu là hầu như là mọi người vào là chỉ để ăn phở cuốn là chính. Tôi ra Hà Nội để thăm bạn, cũng đồng thời là để thử món phở cuốn ở đây. Nhưng mà không biết là ở đây có phố đi bộ, tại vì nhìn cái phố này nó nhỏ quá. Sau 2 lần tạm dừng hoạt động để tu sửa cải tạo thêm, tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn trên địa bàn quận Tây Hồ vẫn không thể khai thác hết tiềm năng và thế mạnh. Tuyến phố đã được chuyển đổi thành không gian văn hóa sáng tạo, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật. Mới đầu mở rất là đông khách, thế xong dần dần nó cũng vắng đi. Và sau đó thì người ta chuyển sang mô hình khác.
để mỗi tuyến phố đi bộ thực sự là một cái sản phẩm du lịch đặc sắc của thủ đô thì đòi hỏi mỗi tuyến phố phải tổ chức các cái sản phẩm du lịch, các trải nghiệm cho du khách thực sự là đặc sắc, dựa trên khai thác tốt cái giá trị văn hóa lịch sử của địa phương. Chủ trương mở rộng phố đi bộ của Hà Nội là hoàn toàn phù hợp, bởi như vậy mới khai thác được tối đa cảnh quan kiến trúc đường phố vốn có của thủ đô và tạo ra nhiều không gian công cộng cho người dân. Song để hạn chế tình trạng nơi tấp nập, chỗ điều hưu hay chỉ rộ lên như một trào lưu, thì việc khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có kết hợp với những sản phẩm văn hóa du lịch đa dạng, đặc sắc là rất cần thiết. Tự thổi giá đồng tiền, sau đó đưa ra giới thiệu về các dự án với lãi suất cao. Càng nạp nhiều, càng lôi kéo được nhiều người tham gia thì càng có lãi. Đây chỉ là một trong những thủ đoạn đánh vào lòng tham mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để bẫy nhà đầu tư vào các sàn tiền ảo. Và nếu không cảnh giác thì số tiền mà nhà đầu tư bị lừa có thể lên đến hàng tỷ đồng. Từ năm 2019, nhận thấy giá trị từ việc đầu tư tiền ảo, Thân Văn Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo Cashback Pro từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh. Thoại mở một trang web, ứng dụng mang tên speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống cấp dưới, trả hoa hồng quy đổi ra tiền ảo theo mô hình đa cấp tháp ngược. Trả thưởng coin trên mô hình nhị phân khi mà tham gia vào speeding. Thì với mỗi một cái gói như vậy thì mỗi một ngày họ sẽ nhận lại là 0,5% dựa trên cái số gói người ta tham gia và quy đổi ra bằng coin. Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền ảo lên tới hàng trăm nghìn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng trăm tỷ đồng, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ. Ngoài cái chuyện là chi trả từ các gói đầu tư 0,5% một ngày thì còn được thưởng thêm do những người trực tiếp và gián tiếp của mình giới thiệu vào theo mô hình hai nhánh. Theo cơ quan chức năng, đường dây đầu tư tiền ảo của Thân Văn Thoại có sự tham gia của hàng trăm nghìn tài khoản. Tuy nhiên, dòng tiền lại không được đầu tư vào bất cứ lĩnh vực kinh doanh sinh lời nào. Do đó, việc đầu tư này chủ yếu là lấy tiền đầu tư của người sau để trả lợi nhuận cho người trước. Và đến khi hết khả năng chi trả, đường dây này sẽ sập, gây thiệt hại về kinh tế cho nhà đầu tư. Thì việc các nhà đầu tư nếu như không có người tham gia đầu tư sau, thì đương nhiên là các nhà đầu tư vào thì sẽ bị mất tiền. Vì cái tiền khi mà vào cái gói speeding này thì sẽ không thanh khoản được và sẽ không đẻ sinh lợi ra tiền, bởi vì công ty và cá nhân của các đối tượng là không có một cái hoạt động kinh doanh để sinh lợi. Theo cơ quan công an, việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư. Do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật công nhận, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án Cashback Pro, tiền ảo CPP, SVIP, ví điện tử CPP Wallet và các dự án khác có liên quan đến công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, công ty BBI Toàn cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ. Liên lạc Thiếu tá Đinh Anh Văn, số điện thoại 0367 26 8888 để được hướng dẫn làm đơn đề nghị. Ngày 13 tháng 7, theo giờ Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump đã bị bắn khi đang vận động tranh cử tại bang Pennsylvania. Vụ ám sát gây chấn động cho cả nước Mỹ và thế giới. Vụ việc cho thấy những rủi ro bạo lực chính trị mà các chính khách Mỹ phải đối mặt trong bối cảnh cuộc đua tranh cử Tổng thống đang diễn ra gay cấn và sự chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ đang ngày càng tăng. Khi vừa mới bắt đầu bài phát biểu vận động tranh cử, tiếng súng đã vang lên, tay phải cựu Tổng thống Donald Trump đã trúng đạn khiến má ông dính máu. Ngay lập tức, ông đã được lực lượng an ninh hộ tống rời đi. Vụ nổ súng đã khiến một người tham dự buổi vận động thiệt mạng và hai người khác bị thương. Nghi phạm đã bị cơ quan mật vụ Mỹ tiêu diệt tại chỗ. Cơ quan an ninh Mỹ đang điều tra vụ việc theo hướng ám sát ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Nghi phạm được xác định là Thomas Matthew Crook, 20 tuổi, sống ở vùng ngoại ô Pittsburgh của Benton Park, cách nơi diễn ra cuộc vận động tranh cử của ông Trump khoảng 56 km về phía nam. Crook đã đăng ký bỏ phiếu với tư cách là cử tri của Đảng Cộng Hòa. Theo hồ sơ, thì năm 2024 là năm đối tượng đã đủ tuổi tham gia bầu cử. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tìm hiểu động cơ gây án của người này. Sau khi được kiểm tra sức khỏe, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất viện. Máy bay của ông Trump đã rời bang Pennsylvania
và hạ cánh xuống sân bay Newark, bang New Jersey lúc rạng sáng ngày 14 tháng 7 theo giờ Mỹ. Hình ảnh cho thấy cựu tổng thống tự bước xuống máy bay và lên xe rời đi ngay lập tức. Trong một tuyên bố trên Truth Social, cựu tổng thống Donald Trump cho biết ông không thể tin được một sự việc như vậy lại xảy ra tại Mỹ. Tôi bị bắn trúng một viên đạn vào phần trên tai phải. Tôi biết ngay rằng có điều gì đó không ổn khi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và ngay lập tức cảm thấy viên đạn xé toạc ra. Máu chảy rất nhiều nên lúc đó tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Trong bài đăng, ông Trump đã cảm ơn cơ quan mật vụ Mỹ và tất cả cơ quan thực thi pháp luật vì đã phản ứng nhanh chóng đối với vụ nổ súng. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của người thiệt mạng tại cuộc meeting và cả gia đình của một người khác bị thương nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các chính trị gia ở cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đã đồng loạt lên án vụ tấn công. Lãnh đạo nhiều quốc gia cũng bày tỏ đoàn kết với Mỹ và lên tiếng phản đối mọi hình thức bạo lực. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ứng cử viên Donald Trump sau vụ việc này. Tuyên bố về vụ nổ súng, Tổng thống Biden nhấn mạnh đây là hành vi mà tất cả mọi người cần lên án. Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết, thật may mắn vì ông Trump không bị thương nặng. Bà lên án gay gắt vụ việc. Bạo lực như thế này không có chỗ đứng ở đất nước chúng ta. Tất cả chúng ta phải lên án hành động ghê tởm này và làm phần việc của mình để đảm bảo rằng nó không dẫn đến thêm bạo lực. Nhiều cựu Tổng thống Mỹ và quan chức Mỹ như cựu Tổng thống Barack Obama, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin lên tiếng vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn và khẳng định không có chỗ cho bạo lực chính trị trong nền dân chủ của nước Mỹ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và lãnh đạo nhiều nước trên thế giới như Thủ tướng Australia, Thủ tướng Anh, Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Israel, Tổng thống Venezuela cũng đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết chống lại bạo lực chính trị, đồng thời hy vọng cựu Tổng thống Trump nhanh chóng hồi phục. Cùng với tất cả người dân Australia, tôi đã bị sốc trước cảnh tượng kinh hoàng tại sự kiện vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump ở Pennsylvania. Tôi nhẹ nhõm khi biết tin cựu Tổng thống vẫn an toàn và khỏe mạnh. Tôi chúc ông và gia đình mọi điều tốt đẹp. Ban vận động tranh cử của ông Donald Trump và Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa giao tuyên bố thông báo cựu Tổng thống sẽ tiếp tục hướng tới Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 7. Thông báo nêu rõ, cựu Tổng thống Trump đang hướng tới sự kiện đại hội ở Milwaukee để chính thức được lựa chọn làm ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường bảo vệ các ứng cử viên Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ và Donald Trump bên phía Đảng Cộng hòa sau vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Những diễn biến bất ngờ trong sự kiện ngày 13 tháng 7 bổ sung thêm yếu tố rủi ro nữa vào một năm bầu cử Mỹ đầy biến động và khó đoán. Tổng thống Joe Biden vẫn đang chật vật để bảo vệ vị trí ứng viên của đảng sau màn tranh luận có phần yếu thế trước ông Donald Trump trên truyền hình. Với tình trạng chính trị phân cực nghiêm trọng tại Mỹ hiện nay, vụ ám sát chắc chắn sẽ gây ra những chia rẽ chính trị và bất ổn hơn nữa trong lòng nước Mỹ. Những thông tin liên quan đến vụ ám sát và tác động của vụ việc đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ được chúng tôi phân tích trong bản tin Nhìn ra thế giới phát sóng lúc 22 giờ tối nay trên kênh H1 của Đài Hà Nội. Mời quý vị đón xem. Ngày 13 tháng 7, ít nhất 90 người thiệt mạng và 289 người khác bị thương trong vụ tấn công của Israel nhằm vào trại tị nạn Al-Mawasi ở Khan Yunis thuộc dải Gaza với rất đông cư dân phải đi di tản. Israel xác nhận cuộc tấn công này nhằm vào chỉ huy quân sự hàng đầu của Hamas, Mohammed Deif. Người này đã từng 7 lần thoát chết trong các cuộc tấn công của Israel. Không rõ liệu Deif có thiệt mạng trong cuộc tấn công hay không. Trong khi đó, Hamas gọi tuyên bố của Israel về việc nhắm vào các chỉ huy hàng đầu của lực lượng này là những cáo buộc sai trái nhằm che đậy quy mô của vụ thảm sát kinh hoàng. Theo lực lượng Hamas, toàn bộ những người thiệt mạng đều là dân thường. Các cuộc tấn công nhắm vào một trong những đặc vụ cấp cao nhất của Hamas có thể đe dọa các cuộc đàm phán ngừng bắn mong manh mà Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định hôm 12 tháng 7 là đang đi theo hướng tích cực sau hơn 9 tháng xung đột Israel-Hamas. Hamas gọi cuộc tấn công là một sự leo thang nguy hiểm. Ngày 14 tháng 7, cả nước Pháp ăn mừng ngày Quốc khánh. Nhưng khác với mọi lần, ngày 14 tháng 7 năm nay diễn ra trong bối cảnh người dân Pháp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và bộn bề công việc. Quốc khánh Pháp diễn ra trong bối cảnh chính trường nước này đang trải qua giai đoạn khủng hoảng chưa từng có. Sau quyết định giải thể quốc hội của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cuộc bầu cử lập pháp sớm sẽ được tiến hành tại nước này với những diễn biến bất ngờ, dẫn đến việc không có đảng phái nào chiếm được đa số ghế tại quốc hội mới để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ.
Cho đến nay, các bên vẫn đang đàm phán để tìm ra gương mặt có thể đảm nhiệm vai trò thủ tướng. Chưa biết Tổng thống Emmanuel Macron sẽ lựa chọn ai làm thủ tướng, nhưng chắc chắn ông sẽ rất vất vả khi phải làm việc với một quốc hội rất khó kiểm soát và một chính phủ không dễ điều hành. Nước Pháp còn bận rộn với công tác chuẩn bị cho Olympic mùa hè 2024 sẽ diễn ra sau chưa đầy 2 tuần lễ diễu binh chào mừng Quốc khánh 14 tháng 7. Bất chấp những lo toan bộn bề cả trên chính trường lẫn trong đời thường, người dân Pháp vẫn xuống đường ăn mừng ngày Quốc khánh với mong muốn nước Pháp sẽ có thể vượt qua mọi thử thách.